nhặt đi còn dương mắt ấy lên mà nhìn à? Bà còn cãi tôi à? Không mua đi thì cầm bát cơm nào không xong nữa. Với cả mẹ già rồi thì khẩu trang làm gì cho nó phí ra. Cái gì thế mày? 5 tỷ mẹ. Cái gì? La Ma phải lập tức rời khỏi nhà khẩn trương. Cô lừa được mẹ tôi chứ cô không lừa được tôi đâu. Ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy. Để xem nào. Không biết là con nó nổi không cơ. Không nhặt đi còn dương mắt ấy lên mà nhìn à? Đũa của con đây. Còn đũa gì nữa? Bà ăn cái đũa đây đi. Chứ không lẽ để tôi ăn cái đũa bẩn à? Ừ, thôi, để mẹ ăn đũa này. Con lấy đũa mới mà ăn này. Này, bà nấu cơm kiểu này thì ai mà ăn được? Cơm gì mà khô không khóc ý. Lần sau nấu cơm ý thì đừng có mà tiết kiệm nước, hiểu chưa? Nấu khô này bố ai mà ăn được. Mẹ nhớ là mẹ đã đổ đủ nước rồi mà con. Bà còn cãi tôi à? Bà giỏi cãi nhở? Bà thấy ngon thì bà cứ ăn đi. Ăn hết cơm đi nhá, đừng có để thừa đấy. Rồi ơi, không mua đi thì cầm bát cơm nào không xong nữa. Bà nhặt lên đi. Mẹ xin lỗi. Nhặt đi nhá. Nhặt đừng để sót một hạt cơm nào đấy, biết chưa? Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Tí tôi kiểm tra mà còn được phải trách. Nhanh cái tay lên. Mẹ sao mẹ lại ngồi dưới đất thế này? Mẹ, mẹ làm đổ bát cơm mà anh. Thôi để con làm cho chứ. Em phải chăm sóc mẹ cẩn thận đấy nhá. Anh đón mẹ lên đây là để tiện cho hai vợ chồng chăm sóc mẹ. Mẹ mà gầy đi cần nào là không được đâu. Anh cứ yên tâm đi. Em còn vừa đặt cho mẹ chục hộp thuốc bổ cơ. Em chỉ sợ là em chăm sóc mẹ thừa chất đi chứ làm gì có chuyện. Mẹ nhờ. Thôi không cần đâu các con. Đừng có vì mẹ mà tốn tiền làm cái gì. Cái tiền đấy để cho cô Bin ăn học. Mẹ cứ lo xa làm gì. Ngày xưa mẹ chăm sóc con, bây giờ con chăm sóc lại mẹ, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Mà bây giờ con đi làm rồi, có tiền rồi nên mẹ không phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa đâu ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ, việc của bọn con là phải báo hiếu cho bố mẹ còn gì ạ. Ôi, để con xem nào. Ôi, toàn món con thích mẹ ạ. Đúng là món mẹ nấu lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Thế thì con ăn nhiều vào nhá. Vâng. Ừ, để mẹ lấy cơm rồi, cho. Đây, để con ạ. Anh xới cơm đi, để em vào lấy bát mới cho mẹ nhá. Mẹ ơi, bát mẹ đây ạ. Mẹ không sao không ạ? Mẹ không sao, chắc là mẹ bị cảm lạnh thôi. Mẹ ơi, bây giờ nó đang có cái dịch viêm phổi corona đấy. Thế cho nên là mẹ hạn chế ra ngoài đường thôi. Mà nếu có ra ngoài đường ấy thì mẹ phải đeo khẩu trang đầy đủ vào. Ừ, mẹ biết rồi. Có khi lại mang bệnh ở nhà rồi cũng nên. Em làm bẩm cái gì đấy? À, không, em làm bẩm gì đâu. Em đang khen là cơm hôm nay mẹ nấu ngon quá. Mẹ bị anh ăn đi. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ăn đi ạ. Con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Đây cái này nữa này con này. Món con thích đấy. Mẹ ăn đi. Ừ. Con ăn đi. Dạ, xin. Đi nhanh lên thế nào. Con ơi, con cho mẹ xin một cái khẩu trang. Mẹ nghe thằng Minh nói là đang có dịch nên phải đeo khẩu trang con ạ. Mẹ này, mẹ có biết là ấy, cái khẩu trang này con phải xếp hàng mỏi cả cổ mới có được không hả? Với cả mẹ già rồi thì khẩu trang làm gì cho nó phí ra. Nhưng mà cái gì?
mẹ đã không cho con được đồng nào thì thôi, bây giờ còn ngửa tay con xin khẩu trang à? Mẹ không thấy xấu hổ à? Trời ơi! Cái gì thế này? Này, mẹ có biết cái chai rượu này con phải cất công đi mua để cho anh Minh còn có quà biểu xếp không hả? Vớ hết cả rồi! Mẹ mỏi tay quá. Đúng là già rồi lẩm cẩm mà. Vô tích sự. Cái gì? Nhà được đền bù á? 100 mét vuông cơ? Thế nhá. Con ơi. Mẹ. Hôm nay con ăn gì để mẹ nấu? Sáng mẹ vừa mới mua nhiều đồ tươi ngon lắm. Dạ thôi, từ bây giờ ấy là mẹ không cần phải làm gì đâu mẹ ạ. Mẹ cứ để bọn con chăm sóc mẹ được mà. Mẹ ngồi vào đây với con. Mẹ ngồi vào đây với con. Sao mẹ cứ nhìn con như là người ngoài hành tinh thế ạ? Thật ra ấy, là mấy ngày vừa rồi con cũng hơi căng thẳng với mẹ. Là bởi vì con đang bị áp lực về vấn đề tiền bạc mẹ ạ. Chứ không phải là con ghét bỏ mẹ gì đâu mẹ nhá. Thế vợ chồng con đang gặp vấn đề tiền nong à? Mà mẹ nghe nói thằng Minh nó bảo là nó kiếm được nhiều tiền cơ mà. Mẹ tin gì lời anh ấy à mẹ? Mẹ có biết không, cái nhà này này là cũng trả góp đấy mẹ ạ. Mà cả cái xe bọn con đang đi nữa cũng là trả góp đấy. Tính ra thì có cái gì đâu hả mẹ? Thế sao con không nói gì với mẹ? Thì anh Minh anh ấy không muốn con nói với mẹ, bởi vì anh ấy không muốn mẹ lo lắng. Chứ bọn con bây giờ nợ cả đống tiền. Khổ mẹ. Thế bây giờ bọn con nợ bao nhiêu tiền? 5 tỷ mẹ. Cái gì? 5 tỷ á? Dạ vâng ạ. À mẹ ơi, con nghe nói là mẹ có đất đền bù ấy ạ. Thì bao giờ mà người ta đưa tiền cho mẹ, mẹ cho bọn con vay được không ạ? Xong rồi bọn con sẽ đi làm, bọn con trả tiền cho mẹ ạ. Có được không ạ? Vay mượn cái gì? Tiền của mẹ thì trước sau gì cũng là tiền của hai đứa. Mẹ cũng tính là cái số tiền đấy để cho cô Bin ăn học sau này. Nhưng mà bây giờ hai đứa đang gặp khó khăn như thế này, mẹ không giúp cũng không được. Dạ, mẹ ơi, thì con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nếu như mà không có mẹ thì không biết là anh Minh phải đi làm đến bao giờ mới trả hết được nợ mẹ. Thôi, thế để mẹ đi nấu cơm đã nhá. Dạ vâng ạ. Ui, cuối cùng thì tiền cũng vào tay mình rồi. Con ơi, con nhận được tiền chưa? Mẹ bảo người ta chuyển khoản cho con rồi đấy. Nhận được rồi. Mày này, sao mẹ vứt ở đây làm gì đấy hả? Sao đấy? Mẹ mệt quá. Con thử xem chán mẹ có nóng không? Ui, sao chán bà nóng thế? Thì chắc mẹ bị sốt rồi con ạ. Này, thế bà có bị ho không đấy? Có. Ho này, sốt, sao lại còn hắt xì hơi nữa. Chết rồi. Để mẹ đi giặt quần áo cho con. Đây, từ từ. Này, giặt đi. Ui, ho nhiều thế. Mẹ mệt quá con ạ. Kiểu này là chắc chắn bà bị cảm cúm nặng rồi đây này. Để chắc là cúm nhẹ thôi mà con. Cúm nhẹ cái gì? Bà có biết đi, là những cái biểu hiện của bà nó cho thấy là bà đang bị virus corona rồi không hả? Mẹ phải làm thế nào bây giờ hả con? Làm thế nào? Việc đầu tiên, này, đeo khẩu trang vào. Đeo vào đi, nhanh lên. Sợ quá. Còn bây giờ ấy, cái việc thứ hai là ba phải lập tức rời khỏi nhà khẩn trương. Chứ nếu không ý, để cả nhà bị lây bệnh thì có mà chết rồi. Nhưng mà cái gì? Mà định để cả nhà bị lây bệnh giống mà mới vừa lòng à? Nhưng mà mẹ biết đi đâu bây giờ hả con? Đi đâu á?
đi đâu rồi, tóm lại tôi không cần biết. Bà cứ đi ra khỏi nhà đi đã. Còn cái đấy tôi tính sau, nhớ chưa? Đi đi đi, đi đi, ra khỏi nhà, nhanh lên. Ừ, kinh quá rồi. Đi, em. Khổ quá. Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy? Con đây à? Mẹ bị cúm corona nên mẹ đi ra ngoài đi lấy cho các con đi về đi, kệ mẹ. Mẹ, mẹ về nhà đi, để bọn con đưa mẹ đi khám. Thôi, tiền đấy các con để trả tiền nhà tiền xe, chứ mẹ già rồi không cần đâu, con đi về đi. Mẹ, mẹ đừng tin lời cô ta, mẹ về với bọn con đi, để bọn con đưa mẹ đi khám. Mẹ về nhà với con đi. Mẹ. Anh, thiệt rồi, em không tìm thấy mẹ đâu cả. Mẹ đây ạ. Cô đừng có diễn nữa. Anh nói cái gì đấy? Cô lừa được mẹ tôi, chứ cô không lừa được tôi đâu. Mẹ ơi, mẹ nhìn thế này, anh ấy lo lắng cho mẹ quá, xong bây giờ còn mắng con nữa chứ. Cô im đi. Cô lừa mẹ bán đất để lấy tiền, sau đó cô còn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Tôi hỏi cô có còn là con người nữa không hả? Thì anh, thì cái chuyện bán đất bán nhà đúng là em làm thật, mà anh thấy rồi đấy, bây giờ mẹ bị cúm corona thế này rồi, nhỡ lây cho cả nhà mình thì sao, mà nhất là cô Bi nữa chứ, nó còn nhỏ. Tôi nói cho cô biết, kể cả mẹ có bị cúm thật đi chăng nữa thì cô cũng không được phép đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Em, việc cô làm ấy, cô tự nghĩ đi. Cái chuyện cô lừa mẹ để lấy tiền tôi bỏ qua cho cô vì nghĩ đến cô Bi. Nhưng còn cái chuyện mà cô đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, đây còn là mẹ chồng của cô nữa ấy, thì tôi không bao giờ tôi tha thứ cho cô đâu. Kìa anh, anh tha lỗi cho em đi mà. Mẹ, mẹ bảo anh ý đi. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ con mẹ nhá. Anh vì cô Bi có được không? Anh đừng bỏ em mà, anh cho em cơ hội đi. Cô còn đem con ra đây để làm lý do nữa à? Cô đi ngay đi. Mẹ ơi, mẹ nói gì đi mẹ? Không ai đuổi con ra khỏi nhà mà. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con đi mẹ. Cô còn cầu xin mẹ nữa. Số tiền mà cô lừa mẹ, cô tự thu xếp và mang trả đi. Tôi nói thật, cô không xứng đáng là mẹ của con tôi đâu. Đừng để tôi phải đưa cô ra tòa. Mẹ ơi, mình đi về thôi. Đi mẹ.